Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tô Mì Huyền Bí. Cho mình hỏi ở đây đã có bạn nào đi chụp X-quang chưa? Và bạn có thể chia sẻ lý do bạn chụp X-quang được không? Sở dĩ mình hỏi như vậy là vì hôm nay mình sẽ đưa bạn đi xem những lần phát hiện dị vật khó đỡ dưới sức mạnh của X-quang. Từ cục gạch Nokia siêu bền hay lựu đạn trực tràng phát nổ trong lồng ngực binh sĩ Ukraine cho tới sự sống kỳ lạ khi cựu chiến binh Trung Quốc gần 100 tuổi sống với viên đạn găm vào cổ suốt 7 thập kỷ và còn vô vàn những thứ ảo ma Canada nữa. Ngay bây giờ hãy cùng Top 10 Huyền Bí khám phá 8 thứ kỳ lạ và điên rồ được phát hiện bởi tia X. Lựu đạn nằm trong lồng ngực binh sĩ Ukraine. Ảo tung chảo là hình ảnh chụp X-quang được lực lượng quân y Ukraine công bố cho thấy quả lựu đạn lại nằm ở phần thân trên trong lồng ngực của một người lính Ukraine. Có điều nó lại chưa phát nổ, nhưng làm cách nào nó lại chui tọt vào đó thì không ai biết được. Và quả lựu đạn này được xác định là loại VOG dùng cho súng phóng lựu. Để thực hiện ca phẫu thuật thì chắc các bác sĩ phải vừa phẫu thuật phải vừa niệm Phật, vì lo ngại lựu đạn có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu đụng trúng ngòi của nó. Do đó, họ không thể dùng phương pháp đốt điện và còn có sự tham gia của hai đặc công để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Thậm chí, họ phải cử cả bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm nhất của lực lượng vũ trang Ukraine là Thiếu tướng Andriy Verba. Cuối cùng, sau thời khắc nguy hiểm, anh đã được cứu sống sau khi được mổ để lấy ra quả lựu đạn. Theo như mình tìm hiểu được, thì tình hình chiến sự căng thẳng khiến các bệnh viện ở Ukraine luôn trong tình trạng quá tải. Vào tháng 12 năm 2022, một nhóm bác sĩ phẫu thuật làm việc tại bệnh viện thành phố Kramatorsk đã phải cứu chữa cho gần 100 bệnh nhân một ngày, vừa thấp thỏm lo sợ tính mạng bị đe dọa do các cuộc không kích. Vâng, nối tiếp kiếp sai lầm, lại là một chiến binh, nhưng là ở Trung Quốc. Sống yên bình và an lành trong khi viên đạn găm vào cổ suốt 7 thập kỷ. Cụ thể ra sao thì hãy cùng với chúng mình tìm hiểu trong nội dung tiếp theo. Cựu chiến binh Trung Quốc gần 100 tuổi sống với viên đạn găm vào cổ. Sau một lần bị ngã từ ban công tại ngôi nhà của mình ở Sơn Đông, Trung Quốc, Zhao He đã không thấy bất kỳ triệu chứng gì bất thường. Tuy nhiên, sau một thời gian, người cựu chiến binh từng tham gia Thế chiến thứ 2 này bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu ở cổ. Vì thế, con trai quyết định đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là thay vì phát hiện một khúc xương nào đó bị gãy, họ đã tìm thấy dị vật gây đau ở cổ người đàn ông. Đó chính là một viên đạn từ thời chiến tranh. Người đàn ông nói với các bác sĩ rằng ông đã gia nhập quân đội Trung Quốc khi còn là một thiếu niên, tham gia chiến đấu chống phát xít Nhật trong Thế chiến thứ 2, năm 1931 đến năm 1945, và còn là chí nguyện quân trong chiến tranh Triều Tiên 1950 đến 1953. Trong thời gian đi lính, ông đã nhiều lần bị thương nhưng không nhớ gì về việc đã trúng một viên đạn vào cổ. Zhao nghi ngờ rằng viên đạn có thể đã găm vào cổ ông từ năm 1944, trong một lần cõng một đồng đội bị thương qua sông trong trận chiến. Các bộ phận khác trên cơ thể cũng có nhiều mảnh đạn nằm ở bên trong. Có khả năng viên đạn đã xuyên qua mũi trái, hàm trên và làm gãy răng của Zhao trước khi găm vào cổ ông. Sau khi kiểm tra phim chụp X-quang, các bác sĩ nói rằng viên đạn nằm gần một số mạch máu lớn và không gây ra vấn đề gì quá nghiêm trọng cho sức khỏe nên quyết định không can thiệp. Chứ nhỡ chữa lợn lành thành lợn què là mất nghề như chơi. Tất nhiên người cựu chiến binh cũng đã đồng ý với giải pháp này. Cơ mà cứ không biết thì không sao nhá, chứ biết là thấy đạn trong cổ mình chắc mình cứ thấy nghẹn nghẹn ở cổ quá à. Các bạn ạ, trần đời mình mới thấy người ta đem Nokia ra ném để ô tô đè qua để test độ bền. Chứ test ngay trong bụng thì chỉ có người đàn ông sau mới nói cho bạn biết được thôi. Tù nhân nuốt luôn điện thoại Nokia vào bụng. Có thể bạn đã thừa biết rằng Nokia từ trước tới giờ nổi tiếng với pin trâu và độ bền vô đối, ví von như là cục gạch không để xây nhà. Và hôm nay nó còn nổi hơn khi điện thoại không còn trưng bày trong cửa hàng một cách bình thường nữa, mà trưng ngay ở trong bụng của con người. Thực ra thì nhiều bác sĩ đã phải giúp một vài bệnh nhân chẳng may nuốt phải những chiếc AirPods do chúng tương đối nhỏ. Nhưng mà nuốt nguyên một chiếc điện thoại thì lại là một câu chuyện khác. Hy hữu vào năm 2021, một tù nhân 33 tuổi sống tại thành phố Pristina thuộc Cộng hòa Kosovo, một lãnh thổ nội lục tại miền trung bán đảo Balkan, đã tự đi đến bệnh viện khi bị cơn đau hành hạ liên tục ở bụng mình. Khi tiến hành chụp phim và siêu âm, các bác sĩ đã tá hỏa khi nhìn thấy một chiếc điện thoại Nokia 3310 đã bị tách ra làm 3 phần trôi nổi trong bụng. Nó không còn là chuyện bình thường như lịch sử tình trường dài mấy trang của ai đó nữa, mà bạn phải biết trong số những bộ phận của điện thoại thì cục pin là nguy hiểm nhất,
vì nó đã được chiếu xạ và có thể phát nổ trong ruột, giải phóng hóa chất, gây ung thư và khiến người mang nó có thể mất mạng. Vì thế, họ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Người chủ trì là bác sĩ Skender Telaku cho biết mình không phải mổ bụng người đàn ông vì cái điện thoại đã bị tách ra làm 3 phần, khiến kích thước nhỏ hơn. Tuy nhiên, sợ pin có thể làm hỏng các cơ quan của nạn nhân nên họ phải nội soi. Cuối cùng, sau 2 tiếng luồn lách, người đàn ông không bị biến chứng gì thêm sau khi chiếc điện thoại được lấy ra và nhà chức trách Kosovo đã tiến hành thu hồi chiếc máy trên. Lý giải cho sự việc kỳ lạ, tù nhân 33 tuổi nói với các bác sĩ rằng anh ta đã nuốt chiếc Nokia 3310 4 ngày trước khi đến phòng cấp cứu và phía cảnh sát cũng đã nghi ngờ anh đã sử dụng điện thoại để liên lạc với những người bên ngoài trại giam rồi nuốt xuống để che mắt. Nhưng vẫn chưa rõ bằng cách nào mà người này có thể nuốt được cả một chiếc điện thoại to như vậy xuống cổ họng. Cho thế hệ Gen Z chưa biết thì 3310 là một mẫu máy huyền thoại của Nokia thuộc top bán chạy nhất trên thế giới với hơn 126 triệu máy được bán ra. Đây còn là cố tình nuốt, chứ còn say quá mà vô tình nuốt chìa khóa hay là bật lửa thì đúng là không đỡ được thật. Nó chính là trường hợp sau đây này các bạn ạ. Hành động của sâu rượu khiến bác sĩ hạn hán lời. Đầu tiên là trường hợp của người đàn ông nuốt vào bụng một chiếc kéo và 3 bật lửa trong lúc say rượu. Theo đó, bệnh nhân Lee, khoảng 40 tuổi, đã được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Fuyong ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Sau một đêm uống rượu, Lee thừa nhận mình đã dại dột nuốt bật lửa thuốc lá và một chiếc kéo kim loại sắc nhọn có thể đâm xuyên qua thành bụng anh bất cứ lúc nào. Dưới quá trình nội soi, các bác sĩ đã cẩn thận lấy chiếc kéo ra ngoài và phải mất thêm 1 giờ để các bác sĩ lấy 3 chiếc bật lửa ra. Thêm một ông anh tên Trang, gần 30 tuổi ở Trung Quốc, đi nuốt cả chìa khóa lẫn móc khóa bằng nhựa vào bụng sau khi đi uống rượu với bạn bè để ăn mừng kết thúc một tuần làm việc. Sau khi phân tích, các bác sĩ nhận thấy nếu để chiếc chìa khóa đi qua hệ tiêu hóa và ra ngoài theo cách tự nhiên thì quá nguy hiểm vì có thể cào rách ruột hoặc gây tắc nghẽn ruột. Đổi sang nội soi cũng thất bại do kích thước chìa khóa quá lớn nên không thể đi qua phần hẹp nhất của thực quản nằm ở gần cổ họng. Cuối cùng, nhóm phẫu thuật quyết định dùng một loại thuốc để kéo giãn cơ thực quản, nhờ vậy lấy được cả chìa khóa lẫn móc khóa bằng nhựa ra ngoài. Có điều, đến nay anh Trang vẫn không thể nhớ đã nuốt chìa khóa đó bằng cách nào. Qua 2 sự cố trên, các anh trai nhớ là uống rượu vừa phải, chứ đừng say khướt hồn vía trên mây, không là rước họa vào thân đấy nhá. Không kém phần long trọng, một người đàn ông tên là Kai ở Quảng Châu, Trung Quốc đã nhập viện trong tình trạng một vật thể bằng nhựa dài 25cm cắm sâu vào hậu môn của ông. Nhưng do vật thể lạ cắm quá sâu nên các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y ở Quảng Châu đã phải loại bỏ nó bằng cách phẫu thuật ở bụng. Vật thể trông giống chiếc đèn pin có đường kính 2cm được lấy ra sau ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ. Bệnh nhân Kai từ chối giải thích với các bác sĩ việc bằng cách nào mà vật này lại nằm trong hậu môn của ông. Người thân của bệnh nhân thì tiết lộ, ông Kai bị nhét vật thể bằng nhựa vào hậu môn trong một cuộc tranh cãi tại quán bar. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn kín tiếng về việc này. Tiếp theo cũng là một thứ kỳ lạ được phát hiện sau khi chụp X-quang, nhưng mà nó lạ lắm mọi người ơi. Một người đàn ông 63 tuổi đã tự mình đến Trung tâm Y tế và Sức khỏe Tâm thần Lincoln ở New York để khám sau một cú ngã trên vỉa hè. Ban đầu, sau cú ngã, ông ta vẫn đứng dậy và tiếp tục bước đi mà không gặp phải chấn thương lớn nào. Nhưng người đàn ông này bắt đầu trở nên lo lắng sau khi đầu gối bị đau. Tưởng ông ta bị gãy các xương khác nữa, nên các bác sĩ đã chụp X-quang cả vùng xương chậu cho nó chắc cú. Cơ mà vùng xương chậu của ông ta hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu nứt vỡ. Thay vào đó, các bác sĩ lại phát hiện ra các tế bào xương đang hình thành trong dương vật của người đàn ông này khiến nó đang dần hóa thạch. Nó mới độc lạ New York chứ. Sau khi xem xét tình hình thực tế, các bác sĩ chẩn đoán ông ta bị hóa thạch dương vật. Sự hình thành xương bất thường xảy ra khi các mô mềm bình thường bị vôi hóa và cứng lại. Nó có thể làm cong và rút ngắn dương vật. Nhưng có vẻ người đàn ông 63 tuổi này không thích những gì mình được nghe thấy nên đã rời khỏi bệnh viện và bỏ qua lời khuyên của bác sĩ. Nhưng suy cho cùng, mấy người trên đây còn muốn sống chứ không phải như người phụ nữ tiếp theo đây. Người phụ nữ chơi liều nuốt 55 cục pin tạo kỷ lục. Một phụ nữ 66 tuổi ở Ireland đã được cho là cố ý nuốt 55 cục pin AA và AAA hình trụ để tự gây thương tích với bản thân. Sau khi mọi người phát hiện ra không thể thấy chết không cứu nên lập tức đưa bà vào bệnh viện St. Vincent ở Dublin, Ireland. Nhưng 30 chưa phải là Tết và số pin đó chưa phải là hết.
Ngay sau khi nhập viện, bà lại tiếp tục nuốt chửng 5 cục pin AA, nâng tổng số pin lên 55, một con số cao nhất từng được báo cáo. Chắc chắn rồi, ca bệnh khó nhất của bác sĩ là cứu sống một người đang muốn chết. Ban đầu, các bác sĩ nghĩ rằng bệnh nhân sẽ tự đào thải pin ra khỏi cơ thể, nhưng các lần chụp chiếu sau đó cho thấy hầu hết pin vẫn đè nặng lên dạ dày vì người phụ nữ lớn tuổi chỉ có thể đào thải được 5 cục pin. Hơn nữa, vì pin quá nặng nên dạ dày đã treo lơ lửng trên sương mù, đòi hỏi phải phẫu thuật để lấy dị vật ra. Sau đó, các bác sĩ phẫu thuật đã cắt một lỗ nhỏ trên dạ dày của cô và lấy ra 46 cục pin, bao gồm cả pin AA và AAA từ cơ quan này. 4 cục pin còn lại mắc kẹt trong ruột kết đã được vắt vào trực tràng và lấy ra ngoài qua hậu môn. May mắn là cơ thể bà đã không bị tổn thương về mặt cấu trúc vì các thiết bị điện hóa này không chặn đường tiêu hóa. Cuối cùng, các bác sĩ đã thành công lấy pin ra khỏi dạ dày và ruột kết của bà. Và nếu bạn chưa biết, thì pin AA có kích thước lớn hơn so với pin AAA, cung cấp năng lượng nhiều hơn, thời gian sử dụng pin cũng dài hơn. Mẹ hốt hoảng khi con trai 16 tháng tuổi nuốt 42 viên nam châm. Có lẽ những ai đang xem video đã là bố mẹ thì đều biết hầu hết những đứa trẻ mới biết đi đều rất tò mò. Chúng sẵn sàng bỏ bất cứ thứ gì vào miệng để khám phá thế giới. Từ đồng xu, viên bi, quyển sách, cái dép, vân vân và mây mây, tóm lại là chẳng chừa cái gì. Mà đồ vật càng nhỏ thì càng nguy hiểm. Quả nhiên, chỉ sau vài phút không để ý, một bà mẹ ở Nga đã hốt hoảng khi phát hiện ra cậu con trai 16 tháng tuổi đã nuốt hàng chục viên nam châm gắn ở tủ lạnh. Sau đó, bà mẹ trẻ vội vã đưa cậu bé đến một phòng khám địa phương để siêu âm. Tại đây, các bác sĩ đã chụp X-quang và bàng hoàng khi thấy một lượng lớn nam châm tròn và nhỏ nằm trong bụng em bé tội nghiệp. Vì họ không đủ khả năng giải quyết nên đã chuyển bé tới bệnh viện Chelyabinsk ở Nga để tiến hành phẫu thuật. Kết quả là các bác sĩ đã lấy ra được tất cả là 42 viên nam châm từ đường tiêu hóa của búp măng non. Ngay sau khi sự việc được đăng tải đã nhận lại vô số phẫn nộ, hầu hết đều chỉ trích bà mẹ vì tính bất cẩn khi trông con. Nếu bé xảy ra cơ sự gì thì sẽ ân hận cả đời. Và người Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này với vụ bác sĩ quên panh 18 năm trong bụng bệnh nhân, hot hit một thời đó các bạn ạ. Vị bác sĩ quên panh 18 năm trong bụng bệnh nhân. Đây quả là kiếp nạn thứ 82 của bệnh nhân. Theo đó, ông Ma Văn Nhật, lúc đó gần 60 tuổi, đã trải qua một ca phẫu thuật vào năm 1998 sau khi bị tai nạn xe. Mãi đến gần đây mới phát hiện các bác sĩ phẫu thuật ngày xưa đã để lại một món quà kỷ niệm vô cùng bất ngờ trong bụng ông trước khi đóng vết mổ lại. Cụ sở thể, sau một lần làm việc quá sức, ông Nhật cảm thấy đau nhói ở bụng nên vào bệnh viện gang thép Thái Nguyên để khám. Kết quả siêu âm ngày 25 tháng 12 năm 2017 cho thấy trong ổ bụng của ông có nguyên một chiếc kéo dài khoảng 15cm, được cho là chiếc panh chuyên dùng để mổ của ngành y. Hai ngày sau, ông đến siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, kết quả tương tự như thế. Vì thế, các bác sĩ đã dành 3 tiếng đồng hồ vào cuối tuần để lấy chiếc kéo ra khỏi bụng bệnh nhân. Lãnh đạo Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cho biết đã lục lại hồ sơ để truy cứu trách nhiệm các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật đó nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào. Lại là câu chuyện cái kéo. Linh Không, 27 tuổi, đến từ Trung Quốc, khi ra ngoài quán để ăn, đã có một quyết định hối hận cả đời là dùng kéo cắt móng tay làm tăm xỉa răng. Nhưng hội bạn thân đúng lúc lại chọc cười, thế là anh cười và rồi vô tình nuốt phải chiếc kéo. Kết quả chụp X-quang cho thấy kéo đã cắm sâu vào thực quản, sát vách sụn vô cùng nguy hiểm. Các bác sĩ cũng không dám dùng thuốc gây mê toàn thân vì sợ nó làm giãn cơ, khiến kéo trôi tuột xuống dưới sâu hơn. Cuối cùng, sau một ca phẫu thuật gây tê cục bộ kéo dài 30 phút, người đàn ông đã thoát khỏi chiếc kéo ác mộng. Vậy bạn có biết trầm cảm đáng sợ tới mức nào không? Họ sẽ ăn những thứ kinh khủng gì? Thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong nội dung cuối cùng. Người đàn ông trầm cảm đi ăn 1kg dị vật. Một người đàn ông 27 tuổi có dấu hiệu trầm cảm mắc hội chứng Pica đã ăn 1 cân dị vật kim loại như đinh, thìa, bấm móng tay, lưỡi dao, thỏi sắt, móc đồ. Người này đau bụng suốt 1 tháng trời mới đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị. Do số lượng dị vật trong bụng bệnh nhân quá nhiều nên ekip đã phải tiến hành mổ mở và chụp CARM, tức là X-quang trong mổ để tránh sót dị vật. Sau 2 tiếng cứ phải gọi là một đống sắt vụn đã được lấy ra. Theo như mình hỏi chị Google,
thì những đứa trẻ mắc phải hội chứng Pica có thể là do thiếu hụt các khoáng chất như kẽm hoặc sắt, gặp vấn đề về OCD và tâm thần phân liệt, sẽ dẫn tới cảnh ăn một loạt thứ như là gỗ, đất hay kim loại mà không nhận thức rõ nó có gây hại gì. Các bạn ơi, vậy là video của ngày hôm nay đã khép lại tại đây. Sau khi xem xong video thì bạn thấy ấn tượng với người nào nhất? Ấn tượng với cái vật thể nào mà họ đã nuốt vào trong bụng? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới giây phút này. Đừng quên cho Top 10 Huyền Bí một like và một nút subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye! With the